Hello anh em, cửa hàng lại lên sóng, mời anh em theo dõi cửa hàng giới thiệu một đôi loa mini của dòng Onkyo. Hôm qua cửa hàng đăng một đôi và đã bán, hôm nay cửa hàng có một đôi nữa đăng lên, mời anh em cùng tham khảo. Giá thì vẫn là 1,2 triệu. Hôm qua thì đôi loa nó cũng cùng cái mã này SX7A, nhưng đôi đó thì nó màu vàng, còn đôi này gỗ màu đỏ. Màu đỏ thì trông nó đẹp, khá đẹp. Nói chung hai màu nó cũng đều là màu gỗ, cái đôi này thì nó màu gỗ đỏ hơn. Đều là bát 12, giá 1,2 triệu, bãi zin tuyệt đối anh em nhé. Loa SX7A, SX7A, một đôi loa cũ hình thức như vậy là tương đối đẹp anh em ạ. Đó, zin đẹp luôn. Cả đo lại kích cỡ xem nó là bao nhiêu đây. Bề ngang là 16, chiều cao là khoảng 27. Đó, chiều sâu 23. Em nhìn kỹ đi, bát 12. Nói chung là những cái đôi loa này thích hợp cho anh em nghe trong không gian nhỏ, phòng kín, phòng ngủ, phòng làm việc, hoặc là ghép thêm vào bộ âm thanh anh em đang có để tăng thêm các giải âm. Đó, loa màu sắc rất nổi bật. Mặt sau 70W 5 ohm, loa lắp ráp tại Trung Quốc. Điều đương nhiên rồi, hôm qua lắp ráp tại Malaysia, đôi này lắp ráp tại Trung Quốc. Đó là hàng chính hãng, anh em đừng có bận tâm mấy cái Trung Quốc hay Malaysia nhé. Thật ra Malaysia nó còn không bằng Trung Quốc đâu anh em. Nếu mà anh em sợ về cái chuyện quy mô, bởi vì Trung Quốc nó là một nước lớn, đừng nói Malaysia có thể sánh được với Trung Quốc đâu anh em. Nó lắp ráp tại đấy thôi anh em nhé. Đấy, cùng một mã nhưng mà nó có theo đợt, theo năm sản xuất mà nó lắp ráp tại các nước khác nhau. Bởi vì cái hãng Onkyo này nó có công ty tại hai nước đó, nên là nó lắp ráp tại đâu thì nó ghi sản xuất tại đấy. Nó là điều đương nhiên thôi, anh em đừng bận tâm mấy cái tiểu tiết đấy làm gì cả. Bởi vì thực tế là anh em đều dùng đồ Trung Quốc hết, chẳng hạn điện thoại iPhone mấy chục triệu như vậy hết. Ok, bây giờ sẽ đấu nhạc mời anh em cùng nghe. Giá 1,2 triệu từ loa SX7A, màu gỗ đỏ rất đẹp luôn, bãi zin đẹp luôn. Chiều cao loa 27, bề ngang là 16, chiều sâu 23, loa bát 12 anh em nhé. Nhỏ hoặc là ghép thêm để tăng các giải âm bát mid chép cho bộ dàn âm thanh anh em. Giá 1,2 triệu tại cửa. Xin cha tôi về ngày xưa thơ mộng đó, chiều ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ, ôi tình quê chiều mến. Xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, màng carbon gần cao su lỗ thông hơn, bát 12 nghe rất tí tách, lời hát to rõ ràng. Rung vầng trăng soi bóng mờ,